Tiến Linh, Văn Lâm, và các cầu thủ có tình yêu chị em. Nguyễn Tiến Linh, Đặng Văn Lâm hay Trần Đình Trọng đều là những cầu thủ gây chú ý với chuyện hẹn hò với bạn gái hơn, tuổi. Thông tin Nguyễn Tiến Linh sinh năm 1997, đang có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994. Đang là tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng. Chia sẻ với Dinh.vn, nữ chính MV âm thầm bên em Sơn Tùng M thành phố thừa nhận cô. Và cầu thủ 23 tuổi, đang tìm hiểu nhau. Hồng Loan cho biết Tiến Linh là người chủ động kết bạn, nhắn tin từ trước Tết Nguyên đán, sau đó cả hai thường xuyên gặp mặt đi chơi với nhau. Trước chuyện tình cảm với Hồng Loan, Tiến Linh được nhiều người chú ý với bạn gái nhiều hơn 2 tuổi, Ngọc Quyên sinh năm 1995, bạn gái cũ tiền đạo BKMX Bình Dương tốt nghiệp ngành múa. Đại học sân khấu điện ảnh và hiện làm giáo viên dạy múa tại Nghệ An, Ngọc Quyên, khiến dân mạng bất ngờ khi kết hôn với người mới. Vào đầu năm 2020, chỉ ít tháng sau khi chia tay Tiến Linh. Ảnh Việt Hùng, Đặng Văn Lâm sinh năm 1993, và Yến Xuân sinh năm 1991 cũng là cặp cầu thủ oác gây chú ý với mối tình lệch tuổi, dính tin đồn hẹn hò từ năm 2018 xong phải đến thời gian gần đây. Đôi trẻ mới thoải mái công khai chuyện tình cảm, ảnh, quang thịnh, chuyện tình của đình trọng trang heo, khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ khi bên nhau 6 năm. Vẫn bền chặt chưa từng dính tin đồn dạn nứt. So với bạn gái sinh năm 1995, Đình Trọng kém 2 tuổi. Tuy nhiên, anh luôn thể hiện sự chững chặt là chỗ dựa cho nửa kia, ảnh, pha bê nhân viên, Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, và bạn gái Phùng Bảo Trân sinh năm 1995, đã bên nhau nhiều năm. Bảo Trân sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm không kém các hot girl, cô hiện chủ chuỗi cửa hàng làm đẹp có tiếng ở Pleiku, Gia Lai. Bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại